Kính chào quý vị, trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Billmore. Thì ngày hôm nay Ngọc giới thiệu quý vị, nó gọi là cái bộ ba thần thánh. Tại sao là bộ ba thần thánh? Thật sự có những người khách đó người ta dùng qua rồi, mà đặc biệt là các chị ở Việt Nam, các chị mới dùng có nửa hũ thôi, các chị nói Nhi ơi, này đúng là cái bộ ba thần thánh. Thì cái từ đó Ngọc Nhi học từ khách hàng của Ngọc Nhi, là thần thánh là chỗ nào? Thứ nhất á, là nó kết hợp tất cả mấy chục vitamin lại để làm trẻ hóa cho quý vị, đồng thời nó lại làm cho quý vị trắng da và không có bị bắt nắng luôn. Mà lỡ có tàn nhang đòi mồi rồi thì nó chặn không có cho ra nữa, và nó làm mờ tàn nhang đòi mồi luôn. Nó mới gọi là bộ ba tầng thần thánh. Thì trở lại câu chuyện Ngọc Nhi muốn nhắc quý vị là tại sao Ngọc Nhi sản xuất ra cái này, trong khi đó Ngọc Nhi là một cái nhà sản xuất mỹ phẩm 18 năm nay. Tự nhiên Ngọc Nhi sản xuất ra, 3 năm nay Ngọc Nhi sản xuất ra thuốc uống. Là tại vì như vậy nè, được Ngọc Nhi may mắn được đào tạo bởi những chuyên gia của Nhật Bản, của những chuyên gia của Đức và ở tại Hoa Kỳ nữa. Thành ra Ngọc Nhi hiểu được rằng là cái cơ thể của chúng ta, cái sức khỏe của cái gan của chúng ta, các vitamin trong người chúng ta là một cái nơi mà nó quyết định cho cái làn da chúng ta đẹp hay xấu. Ngoại trừ một số chị em phụ nữ sống ở nhiệt đới, như sống ở Việt Nam đi, quý vị bị hư da rất là nhiều, quý vị bị nám rất là nhiều, là tại vì quý vị mua mỹ phẩm của những cái người mà họ bán ẩu. Thành ra là cái da quý vị nó bị bên ngoài thôi, nó bị nám bên ngoài. Nhưng nếu quý vị kiên nhẫn, quý vị cho khoảng một năm, Ngọc Nhi sẽ tái tạo được cho quý vị từ bên trong ra. Và từ đây về sau quý vị không có lo sẽ bị nám lại. Cái nguyên do nám gì bên ngoài đó thì ở Mỹ nó ít, nhưng mà ở Việt Nam nó rất là nhiều. Thành ra ngày hôm nay Ngọc Nhi quyết định giới thiệu quý vị cái bộ ba thần thánh này. Trở lại nhiều năm về trước, thì khi Nhi sản xuất ra những cái viên thuốc này đó, thì Ngọc Nhi được những cái tờ báo như là báo Forbes của Mỹ, báo Forbes của Mỹ nha, không phải là báo thường đâu quý vị. Rồi những cái tờ báo về kinh tế, những tờ báo về entrepreneur, là những cái tờ báo về những cái giới trẻ thành công, thì họ viết về Jennifer Chung, con gái Ngọc Nhi, là nhà sản xuất đầu tiên nghiên cứu ra cái viên thuốc Retinol Gummy, là một cái loại viên làm đẹp mình nhai, mình ăn con người mình, mà được mệnh danh là the number one of the world, cái viên thuốc Retinol đầu tiên số 1 của thế giới. Về cái chất Retinol, ngày xưa quý vị biết đó, là hiện giờ ở Việt Nam hầu như các chị em phụ nữ mà có tiền một chút xíu ở Việt Nam là đi vào spa là họ bán những cái tuyếp Retinol 1 chấm 2 chấm, ác dễ sợ luôn. Các chị tin cái đó về thoa lên da. Vâng, Retinol là một cái chất làm mờ các đốm nám ngoài da rất là hay, nhưng nó phải được nghiêm ngặt. Ở tại Hoa Kỳ, quý vị phải xin những cái toa thuốc bác sĩ mới được sử dụng, nếu họ chứng minh được làn da quý vị bị nặng. Thì ở Mỹ người ta dặn Retinol là một tuần chỉ được thoa một lần hoặc là hai lần thôi, một hoặc là hai lần trong một tuần thôi. Thoa một lớp thật là mỏng và nhớ là giữ nắng thật là cẩn thận. Nhưng Việt Nam, họ bán cho quý vị, họ không có kiến thức về thuốc, họ không có kiến thức về cái chất retinol nó nguy hiểm tới mức nào. Quý vị mua về, thứ nhất, quý vị một là quý vị mình tha, mình nghĩ rằng sức mỗi ngày tốt hơn sức tuần hai lần chứ, là mình hại mình. Thứ nhì là mình không biết cái sự nguy hiểm của retinol, gặp cái nắng nó ra nó nguy hiểm tới mức nào mình không biết. Mà cái người ở spa, họ bán họ không nói luôn. Thành ra tự quý vị đi kill, đi giết cái tế bào da, bề mặt da quý vị. Thì cái bộ ba thần thánh này nó sẽ cứu lại quý vị. Nó sẽ cứu lại quý vị cũng bằng Retinol. Thì quý vị nghe đó, công ty Billmore Forever và Billmore ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi nổi tiếng với cái slogan là gì? Ăn cái dưỡng da. Quý vị sẽ nghĩ rằng, trời ơi, dưỡng da mà đi ăn. No. Ăn mấy chục chất vitamin dưỡng da mà gọi tắt là ăn cái dưỡng da. Một ngày quý vị đắp lên, có nhiều người đắp lên khoảng 7-8 loại krem dưỡng da. Thì quý vị ăn một cái viên này, hai viên này thôi, là mười mấy cái vitamin dưỡng da nằm trên mặt và nằm trên toàn thân quý vị rồi. Không cần phải sức gì hết, toàn thân nhán. Và cũng không có lo cái mặt quý vị bị cái gì hết. Thì cái slogan là cái câu mà ăn your skin care, ăn cái dưỡng da của bạn. Hiện giờ công ty Nhi đang nổi tiếng ở trên mạng của Hoa Kỳ, của những người Mỹ, những người Mỹ luôn, họ thấy cái chữ này là họ mua hàng. Ăn cái dưỡng da của công ty Embody, là công ty con của công ty Billmore, là rất là nổi tiếng thưa quý vị.
Thì tại sao mình cần ăn cái này? Thì thứ nhất, trong cái chai SOS này là những cái chất cần thiết dưỡng ẩm sâu cho da, cho những người phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh bị da xấu, bị tàn nhang đầu mồi. Đây là nó control được lại cái nội tiết tố của quý vị luôn. Rồi thưa quý vị, trong cái SOS này đó, nó có ba cái chất mà cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là vitamin D3. Vitamin D3 đó, nó duy trì cái chức năng miễn dịch và cung cấp các chất dinh dưỡng để bảo vệ da cực kỳ đẹp. Thứ nhì là cái chất từ cái dầu hoa anh thảo. Cái dầu này đó, nó giúp mình giảm đau, diêm sưng, trị mụn, làm đẹp, chặn các dấu hiệu triệu chứng khó chịu ở thời kỳ mãn kinh hoặc tiền mãn kinh. Và kế đến nữa là cái chất MSM mà nó điều trị đau bụng kinh, viêm khớp mãn tính, loãng xương, giảm dị ứng, điều trị tiểu đường tiếp 2 và điều trị các vấn đề về gan, và đặc biệt nó lọc gan và nó điều hòa cái nội tiết tố hóc môn cho quý vị tiền mãn kinh bị làn da xấu. Thì cái này nếu mình từ tuổi trung niên trở lên, đây là cái thần dược để chặn cái thời kỳ tiền mãn kinh mà đau đớn và hoặc đau bụng kinh, hay là quý vị bị những cái vấn đề xấu về cái làn da khi mình tuổi cao. Rồi cái viên thứ nhì là Retinol Gummy. Đây là cái viên thuốc đầu tiên của thế giới mà nó hay một cái là dùng cái retinol ăn vô trong người để nó làm trắng da, nó điều trị các đốm nám, tàn nhang, đồi mồi trên da quý vị, và nó chặn hỏng cho bị nữa bằng cái retinol. Thì trong cái retinol gummy đó quý vị, nó có tới 9 chất quan trọng lận. Thứ nhất là vitamin D3, thứ nhì là chất acid folic, là một cái chất mà nó sản xuất các tế bào mới. Thứ ba là vitamin B5. B5 nó giảm dấu hiệu lão hóa cho da. Rồi biotin là giúp tóc nè, móng tay chắc khỏe nè. Rồi vitamin E kháng viêm và làm trắng sáng da. B12 là tăng cái độ chắc khỏe cho móng tóc và da. Rồi vitamin C là ức chế cái da không tạo được các đốm nâu. Rồi vitamin E là chất retinol chính trong này, nó giúp chặn các tác hại của nắng mặt trời tạo ra các đốm. Vitamin B6 cuối cùng là ngăn ngừa và điều trị bệnh thiếu máu nè. Trong cái retinol gummy này nó tới 10 chất. Mà 10 cái chất này đó đều là thần dược cho cái làn da bị tàn nhang, nám đồi mồi. Hai quý vị ha. Rồi cái hũ cuối cùng là cái hũ thứ ba này, là cái hũ dường như là the best in the best, là cái viên nhai mà chống nắng. Quý vị sức chống nắng hồi nào thường rồi, bây giờ mà ăn mà chống nắng, ăn skin care, ăn cái chống nắng là cái này. Cái mùi nó mùi thơm của cái táo, của dưa hấu nó kết hợp lại. Và trong này, thưa quý vị, mỗi ngày quý vị chỉ cần nhai 2 viên buổi sáng để ra đường thôi. Quý vị không có sợ quý vị bị ăn nắng nữa, không sợ bị nám da nữa. Đặc biệt các chị em phụ nữ mà làm việc ngoài nắng, ngoài trời như ở Việt Nam, quý vị phải buôn bán làm lề đường, hay quý vị phải đi ra đường nhiều, thì đây là thần dược, là cứu tinh cho quý vị đó quý vị. Thì những chất gì của cái chai mà chống nắng này? Thứ nhất đó là niacin, là vitamin B3. Nó giúp quý vị ngoại trừ nó giảm các triệu chứng của da, nó nuôi da, nó còn cải thiện cholesterol. Rồi selenium là một cái chất mà bảo vệ làn da khỏi tác hại của UVA, UVB từ cái nắng mặt trời. Rồi một cái loại nữa là lutein powder, là bột của bông cúc vạn thọ. Trong này vitamin C nó mạnh, cho nên nó làm mờ nám, mờ tàn nhang, mờ các đốm nâu melanin trên da và không cho tạo thành được nữa. Cái đến nữa là chiết xuất từ cái củ nghệ. Quý biết nghệ là chống lại các gốc lão hóa, các gốc tự do, ngăn ngừa ung thư. Và cuối cùng tinh dầu của cúc vạn thọ nữa. Thì cái bộ ba này nè, là thứ nhất là quý vị dùng cái này để điều hòa nội tiết tố, đừng có bị nám nội tiết tố. Thứ nhì là retinol, trị nám tàn nhang đồi mồi, những cái đốm ở ngoài da và ngăn chặn không cho phát triển và phục hồi lại tế bào da. Và cuối cùng cái chai cực mạnh là cái chai Sun Gummy. Chai này là vừa chống nắng vừa dưỡng da. Cái da quý vị tự nhiên sẽ tiết ra cái chất chống nắng, nhớ nha, cho toàn thân luôn. Thì quý vị dùng khoảng 2 tuần là quý vị thấy da quý vị trắng sáng. Cả ba cái này trắng sáng rất là rõ ràng và rất là đẹp liền, cái da liền. Và nếu quý vị có mụn, chỉ 10 ngày thôi, cái mụn nó khô và nó không có tái đập lên nữa, và nó không để lại sẹo mụn luôn quý vị. Thì ba sản phẩm này là cái bộ combo thần thánh để trẻ hóa da. Một cái bộ combo, một cái set mà nó gọi là
thần thánh cho cái làn da, vừa chống nắng, vừa phục hồi nội tiết tố cho da, cho cơ thể, cho da luôn, vừa phục hồi là cái chất nhờn tự nhiên của da, trị nhăn, trị nám, trị tàn nhang, đồi mồi, làm đều màu da, khít lỗ chân lông. Và cái thích nhất là gì? Từ đây về sau, quý vị yên tâm là cái da quý vị sẽ không bị bắt nắng nữa, sẽ không bị tác động với môi trường nữa. Cho nên ăn cái dưỡng da là Eat Your Skin Care là một cái slogan mà hiện giờ hot ở Mỹ. Ở Mỹ hiện giờ người ta săn lùng các loại vitamin cho trẻ, cho đẹp da, cho trắng da, cho nuôi da, chứ không còn săn lùng mỹ phẩm nữa quý vị. Thì nếu quý vị là người châu Á, quý vị đang sống ở các nước châu Á, quý vị đang sống ở Việt Nam, cái bộ ba này là thần dược để cứu làn da quý vị. Nếu quý vị đã lỡ bị nám rồi, đã lỡ bị tàn nhang đồi mồi rồi, và đặc biệt quý vị đã lỡ dùng những cái retinol mà thoa ngoài da ở các spa, ở các người bán hàng mà họ không có kiến thức về retinol, mà quý vị cũng đã lỡ tay làm hư trên da của mình rồi, thì hãy gọi ngay 1888 933 7624, 1888 933 7624, gọi ngay bây giờ để tìm hiểu về các sản phẩm này. Cũng như rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Billmore trong suốt mười mấy năm qua. Chúc quý vị một buổi chiều thật vui, thật đầm ấm bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình talk show kỳ tới. Xin kính chào quý vị.